Quyển 69 thứ 13 Thanh Phản Địa phần 3. Lại nữa do năm chồng chế lập nên biết tỷ lệ ra rất thảm sâu. Sao gọi là năm chồng chế lập? Một vì chế lập học, hai vì chế lập phạm, ba vì chế lập ra khỏi xa lìa, bốn vì chế lập dừng nghỉ, năm vì chế lập yết ma, một chế lập học. Được do năm xứ chế lập học là rất thảm sâu. Một vì tự tại, hai vì không tự tại, ba vì lỗi lầm hoại thì là hiển hiện, bốn vì lỗi lầm vui thích ở nơi nghiệp thấp hèn hiển hiện, năm vì hành vì không hành hai lỗi lầm trên. Vì tự tại, nếu lúc được dẫn dạy không thuận theo phiền não mà hành, do đây không bị thế lực của phiền não khiến không được tự tại. Bấy giờ đừng theo sự dạy dẫn như vậy mà được tự tại thực hành học xứ, cho nên chế lập học xứ tùy ý tự tại. Vì không tự tại, nếu lúc được dẫn dạy thuận theo phiền não tự tại mà hành, do đây bị thế lực của phiền não khiến không được tự tại. Bấy giờ tương đương sự dẫn dạy như vậy mà không tự tại thực hành học xứ, cho nên chế lập học xứ không tự tại. Vì lỗi lầm hoại giới hiển hiện, quan thấy quyết định không được phạm các tánh tội, cho nên chế lập học xứ tùy phòng hộ giới. Vì lỗi lầm vui thích nơi nghiệp thấp hèn hiển hiện, quan thấy năng chướng siêng tu phẩm thiện, cho nên chế lập học xứ giả tội. Vì hành không hành hai lỗi lầm kia, Phật quán người kia tự tại làm theo sự dẫn dạy, không gây tạo lỗi lầm nên không chế lập. Quán người kia không tự tại hiện hành lỗi lầm nên chế lập học xứ. Hai, chế lập phạm. Lực do năm xứ chế lập phạm là rất thẳm sâu. Sao gọi là phạm? Vì năng chướng ngại khiến thiện pháp chẳng được sanh. Chướng ngại đây lực có năm chủng: một, chậm chạp chướng; hai, có tội chướng; ba, khinh mạng chướng; bốn, ác tác chướng; năm, sở trì chướng. Chậm chạp chướng do giải đãi nên đối với những các thiện pháp chẳng siêng phương tiện tu tập. Có tội chướng như có người, hoặc do tham truyền, hoặc do sân truyền, hoặc do si truyền, hoặc do thuận theo sự nhiễm ô các tùy phiền não của một tâm pháp khác. Kia đã sanh khởi phiền não, tùy phiền não chuyển như vậy rồi lại chấp đắm kiên cố chẳng xả. Khinh mạn chướng như có người không tôn trọng sở học, không cung kính sâu các học xứ, chẳng hãi sợ tội lỗi mà lại vi phạm, đã phạm rồi chẳng nhanh chóng phát lộ, tánh không tôn kính đại sư cùng các đồng học. Ác tắc chướng như có người đắm mình trong ác tác nhiễm ô tương tục, không thể khéo léo rốt ráo khiển trừ các ác tác đây, sanh yêu sầu, sanh bực tức, sanh các việc làm ác. Sở trì chướng như có người thay lòng hối hận, không hoan hỷ nương theo nhân tịnh giới, vì không hoan hỷ nên không sanh vui thích, như vậy cho đến tâm không được định. Vì tâm không định nên không như thật biết, không như thật quán, do nhân duyên đây gọi là sở trì chướng. Do đắm mình trong chậm chạp chướng nên tánh chấp trước phiền não và tùy phiền não. Vì tánh chấp trước nên lại đắm mình trong có tội chướng. Vì có tội chướng nên ở trong các học không cùng kính sâu mà vui thích hủy phạm, nên đắm mình trong khinh mạn chướng. Vì khinh mạn chướng nên sanh hối tiếc nhiễm ô không thể khiển trừ, nên đắm mình trong ác tác chướng. Vì ác tác chướng khiến hối tiếc truyền chuyển tăng thêm, do nhân duyên đầy nói rộng cho đến tâm chẳng được định. Vì tâm chẳng định liền đắm mình trong sở trì chướng, như vậy gọi là thứ lớp chướng xanh. Trái với tướng đây nên biết là năm chủng không chướng, đó là không chậm chạp chướng, không có tội chướng, không khinh mạn chướng, không ác tác chướng và không sở trì chướng. Lại nữa, mười hủy hoại ý lạc thì đối với chỗ phạm còn chẳng thể ra khỏi, hạ vướng năng không phạm. Sao gọi là hủy hoại ý lạc? Lược có năm chủng: một, không muốn phát khởi tinh tấn; hai, muốn đắm nhiễm phiền não; ba, muốn khỏi phạm các việc phạm; bốn, không muốn khiển trừ ác tác; năm, không muốn dứt phát đẳng trì. Lại nữa, người đầy đủ ý lạc thì không phạm, hà huống có việc phạm rồi ra khỏi chỗ phạm. Sao gọi là đầy đủ ý lạc? Cũng lược có năm chủng: một, muốn phát khởi tinh tấn; hai, không muốn nhiễm đắm phiền não; ba, khởi muốn không phạm các học xứ; bốn, muốn khiển trừ ác tác; năm, muốn dứt phát đẳng trì. Như Thế Tôn nói, nếu chỗ phạm tội là do ý lạc, ta thuyết năng ra khỏi, vì không cần trị phạt vậy. Lại nữa, tư duy tìm hiểu chỗ phạm nên biết do 10 chỗ: một, do pháp biệt giải thoát; hai, do giọng phân biệt tỉ nại ra; do phạm tự tướng trong năm tụ phạm; ba, do 6 chủng sai biệt nên chỗ phạm thành tướng nặng, gồm chế lập sai biệt, sự sai biệt, phiền não sai biệt, duyên thủng sai biệt, bộ đặc giả là sai biệt và thời sai biệt.
4. Do người không tàm quý trừ, bà là đồ sĩ cả các tướng còn lại. 5. Do chỗ hiện hành của người mới bắt đầu sự nghiệp tu và người tu đã lâu. 6. Do bước não mà xuất ly. 7. Do chướng nạn mà xuất ly. 8. Do có người phạm các bí xô bạch đại sư. 9. Do kia bạch rồi đại sư vì muốn dừng chỗ phạm nên nhóm họp tăng chúng. 10. Do tăng chúng nhóm họp rồi chế lập chỗ phạm. Đã chế lập chỗ phạm rồi, lại ở thời sau tùy sự việc mà khai dẫn dạy dần, khiến người kia được rốt ráo không bị yểm não làm tổn hại. 3. Chế lập ra khỏi xa lìa. Do năm xứ nên chế lập ra khỏi xa lìa là rất thầm sâu. 1. Vô nhiễm ra khỏi. 2. Bước não ra khỏi. 3. Chướng nạn ra khỏi. 4. Không kế ra khỏi. 5. Thuyết hối ra khỏi. Vô nhiễm ra khỏi. Như có người tùy có sở hành phạm ít hoặc tùy ít pháp. Nếu có sở hành khiến thiện pháp tăng, bất thiện pháp giảm. Do nhân duyên đầy không bị nhiễm ô, do không nhiễm ô đầy tức là ra khỏi, cho nên gọi là vô nhiễm ra khỏi, bước não ra khỏi. Như có người chịu sự khổ bức bách của trọng bệnh, loại trừ tánh tội. Nếu người kia tùy có sở hành phạm pháp khác, do bước não đầy tức ra khỏi, cho nên gọi là bước não ra khỏi, chướng nạn ra khỏi. Như quán hiện tại mạng khó bảo toàn hoặc khó hành phạm hạnh, nên tùy có sở hành phạm ít hoặc tùy ít pháp, do chướng nạn đây tức là ra khỏi, cho nên gọi là chướng nạn ra khỏi. Không kế ra khỏi, như có người du phương đi qua những nơi đồng hoang, những nơi thiếu thốn, có một chủng pháp chướng nạn hiện ở trước, sở hữu thọ dụng sự ở xứ ấy không như pháp, tùy cầu xin được thọ dụng như pháp mà không được phép, bèn sanh hoảng sợ thọ dụng sự đây, tùy có sở hành phạm ít hoặc tùy ít pháp. Do không kế đây tức là ra khỏi, cho nên thuyết là không kế ra khỏi, thuyết hối ra khỏi. Như có người tùy có chỗ phạm trong phần phạm hữu dư thuộc năm tụ phạm, bèn đối trước và có trí đồng phạm hạnh, dùng pháp tùy nại gia kín đáo phát lộ trình bày như pháp hối trừ, nói hết phạm ít hoặc tùy ít pháp, tức là loại trừ tánh tội phạm các tội khác. 4. Chế lập dừng nghỉ. Lực do năm xứ nên biết chế lập dừng nghỉ là rất thẳm sâu. 1. Vì thành tịnh. 2. Vì ngăn ngừa phá hoại. 3. Vì tiếp dẫn khiến bồ đặc giả lạ có nghĩa lợi rộng lớn nhập chánh pháp. 4. Vì khiến thanh giáo chuyển tăng thạnh. 5. Vì ngăn ngừa việc khó tồn tại mạng sống. Vì thành tịnh, có bậc A-la-hán thành tịnh, việc làm đã xong, do vị kia đã đắc cực thành tịnh. Tăng, đối với vị kia cho phép dừng nghỉ, sở hữu học xứ ít và tùy ít. Vì ngăn ngừa phá hoại, trong chúng tăng một phần bí xô ở nơi phạm mà sanh tưởng không phạm, ở nơi không phạm mà sanh tưởng phạm, một phần bí xô ở nơi phạm sanh tưởng phạm, ở nơi không phạm sanh tưởng không phạm. Do nhờ duyên đầy phát khởi trùng trùng đấu tranh kiện tụng, trong tăng không được an ổn. Vì muốn dứt việc tranh tụng đây, nên tăng chúng hòa hợp bạch tướng yết ma, đều cùng dừng nghỉ sở hữu học xứ ít và tùy ít. Vì muốn tiếp dẫn khiến bộ đặc giả là có nghĩa lợi rộng lớn nhập chánh pháp, như có bộ đặc giả la dòng tộc cao quý, có nhiều việc làm lợi ích trong thánh giáo. Tăng biết người kia không có phương tiện riêng khác khiến nhập pháp, vì muốn tiếp dẫn khiến kia được nhập, nên hòa hợp tăng chúng bạch tứ yết ma, cho phép người kia đều dừng nghỉ sở hữu học xứ ít và tùy ít. Vì khiến thánh giáo chuyển tăng thạnh ở thời mạt kiếp, chánh kiếp, uế kiếp, đang lúc hiện tiền, vô lượng hữu tình không vui tu học ít và tùy ít, cho đến nhiều sở hữu học xứ. Kẻ chưa nhập pháp không muốn thú nhập, kẻ đã nhập pháp lại muốn xả bỏ, do đây thánh giáo dần dần suy thoái không được tăng thạnh. Do nhân duyên đầy hòa hợp tăng chúng bạch tứ yết ma, vì khiến thánh giáo được tăng thạnh nên đều dừng nghề sở hữu, học xứ ít và tùy ít. Vì muốn ngăn ngừa việc khó tồn tại mạng sống, ở thời mạt kiếp, chánh kiếp, quế kiếp đang lúc hiện tiền, do các học xứ ít và tùy ít khiến các ví xô khó thể tồn tại mạng sống. Vì muốn dứt việc đây, tăng chúng hòa hợp bạch tứ yết ma, dừng nghỉ học xứ. 5. Chế lập yết ma. Được do năm chủng bồ đặc giả la ở nơi 10 yết ma, nên biết chế lập yết ma là rất thẳm sâu. Những gì là 10 yết ma? 1. Yết ma thọ phụ túc. 2. Yết ma kiết giới. 3. Yết ma trưởng dưỡng. 4. Yết ma chấp thuận. 5. Yết ma thú hướng. 6. Yết ma nêu cử sự phóng dật. 7. Yết ma trị phạt. 8. Yết ma nhiếp thọ. 9. Yết ma bạch nhị. 10. Yết ma bạch tứ. Những gì là năm chủng bồ đặc giả la? 1. Bồ đặc giả la dụ huệ lành. 2. Bồ đặc giả la dụ anh vũ.
3. Bồ Đạc Giả La Dụ Đèn Sáng. 4. Bồ Đạc Giả La Dụ Ánh Chớp. 5. Bồ Đạc Giả La Dụ Tranh Vẽ. Bồ Đạc Giả La Dụ Huệ Lành. Như có người ở trong 10 yết ma nói trên chỉ ý nghĩa chẳng y văn, chỉ theo nghĩa truyền thẳng, truyền chẳng theo âm thanh. Tuy ở trong đây chưa tác ngôn từ yết ma như vậy, nhưng năng ý nghĩa phát khởi lời nói hành nương theo nghĩa đây. Bồ Đạc Giả La Dụ Ảnh Vũ, như có người chỉ y văn không ý nghĩa, chỉ theo văn truyền, không theo nghĩa truyền, chẳng thể ý nghĩa mà phát ngôn từ khác. Bồ Đạc Giả La Dụ Đèn Sáng, như có người nương ít phần yết ma mà nhiều tăng trưởng lợi ích, tùy ý hiện hành trùng trùng ngôn từ dụ như đèn sáng. Bồ Đạc Giả La Dụ Ánh Chớp, như có người ở trong các yết ma và các học, hoặc thời gian này hiểu biết thông đạt, hoặc thời gian khác lại không như vậy, nên được dụ như ánh chớp, yết ma chập tròn. Bồ Đạc Giả La Dụ Tranh Vẽ, như có người y như ngôn từ yết ma đã chế lập, tức như vậy mà chuyển chẳng thêm chẳng bớt như tranh vẽ, lại có năm chủng hương ngụy tỉ nại ra: 1. Hương ngụy chế lập học xứ. 2. Hương ngụy chế lập chỗ phạm. 3. Hương ngụy chế lập ra khỏi xa lìa. 4. Hương ngụy chế lập dừng nghỉ. 5. Hương ngụy chế lập yết ma. Hương ngụy chế lập học xứ, như có người chế lập học xứ chẳng học khế kinh, chẳng hiển hiện đúng luật trái lìa pháp tánh. Trái lìa pháp tánh đây tức năng tăng trưởng các pháp bất thiện và năng tổn giảm các pháp thiện. Hương ngụy chế lập chỗ phạm, như có người ở nơi phạm lập là không phạm, ở nơi không phạm lập là có phạm. Hương ngụy chế lập ra khỏi xa lìa, như có người ở nơi không ra khỏi xa lìa mà lập là ra khỏi xa lìa, ở nơi ra khỏi xa lìa lập là không ra khỏi xa lìa. Hương ngụy chế lập dừng nghỉ, như có người ở nơi chẳng nên dừng nghỉ mà chế lập dừng nghỉ, ở nơi nên dừng nghỉ lập là chẳng dừng nghỉ. Hương ngụy chế lập yết ma, như có người ở nơi phi pháp yết ma mà lập là pháp yết ma, ở nơi pháp yết ma lập là phi pháp yết ma. Lại nữa, trừ 10 chủng sự sau, nếu có bí xô đối với trước người khác mà hiển bày các bí xô khác hoại giới hoại kiến, hoại các quỹ tắc và hoại chánh mạng, nên biết lời đầy thật không thành tịnh, sao gọi là 10 sự. 1. Đối với Phật bảo muốn làm tổn hại hoặc muốn cướp đoạt. 2. Đối với pháp bảo cũng như đối với Phật bảo. 3. Đối với tăng bảo cũng như đối với Phật bảo. 4. Hoặc vì thấy, hoặc nghe, hoặc nghi kia hoại giới, hoại kiến, hoại quỹ tắc, hoại chánh mạng, thuộc các phẩm loại dần dần tăng trưởng rộng lớn. 5. Hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi kia hiển bày chỉ dạy pháp bất chánh, hoại giới, hoại kiến, hoại quỹ tắc, hoại mạng. 6. Muốn khiến người kia ra khỏi pháp bất thiện, hoại giới, hoại kiến, hoại quỹ tắc, hoại mạng, và muốn an đặt người kia nơi các pháp thiện. 7. Vì hộ tâm người, không để người khác hiểu lầm như vậy, các bí xô đầy thảy đều hoại giới, hoại kiến, hoại quỹ tắc, hoại mạng, nhưng che giấu cho nhau. 8. Hoặc có thí chủ, hoặc cận sự nam, hoặc người kiến tạo chùa bạch với tăng chúng như vậy: tôi không chấp nhận cho những người hoại giới cho đến hoại mạng trú ở đây. Nếu các bí xô thấy kẻ hoại giới cho đến hoại mạng nên báo cho tôi biết. Nếu những người trong tăng chúng đồng nghe lời đây. 9. Hoặc có người thấy, hoặc nghe, hoặc nghi người khác do nhân duyên đây, bên trong ôm lòng nghi ngờ, oán giận, muốn phát khởi làm điều vô nghĩa. 10. Tăng chúng quán thấy kẻ kia hành pháp ác, hoại giới, hoại kiến, hoại quỹ tắc, hoại mạng, nhiễm ô nhà người, không có lực năng trị phạt đuổi bỏ. Duy có một nhân, duy có một duyên, đó là đi đến nhà người, nói sự việc không thành tịnh của kẻ kia. Nếu nhân tật đố, hoặc nhân giận ghét, hoặc nhân tài lợi, mà muốn hủy chê, muốn não hại, muốn khiến suy tổn, do duyên đầy đi đến nhà người mà hiển bày lỗi của người kia, nên biết đây gọi là không thành tịnh nói. Lại nữa, trong tỉ nại gia lược có năm chủng các sự thí dụ năng hiển pháp nghĩa: 1. Sự bổn danh. 2. Sự bổn sự. 3. Sự ảnh tượng. 4. Sự giả hợp. 5. Sự thí dụ. Sự bổn danh thuyết việc làm Bồ Tát hạnh đời trước. Sự bổn sự thuyết các sự việc tương ứng đời trước. Sự ảnh tượng dùng hình ảnh vị sữa, vị lạc, vị sanh tô, vị thục tô, vị đề hồ để làm dụ minh họa hiển Bồ Đạc Giả La tối thắng. Lại dùng hình ảnh bảy loại sông trên thế gian để làm dụ minh họa cho bảy chủng Bồ Đạc Giả La trong chánh pháp. Chủng loại ảnh tượng tượng còn lại như vậy đều nên rõ biết. Sự giả hợp hoặc dụ đại vương, hoặc dụ lương y, hết thảy loại như vậy cũng có vô lượng dụ khác tùy theo phẩm nhiễm ô hay thành tịnh.
lại có thí dụ thế gian hiện thấy hoặc lưu phẩm tạp nhiễm hoặc lưu phẩm thanh tịnh. Do ảnh tượng lấy làm dụ kia có ít phần tương ứng với điều muốn hiển bày nên giả hợp mà nói. Sự thí dụ thuyết nhiều thí dụ rộng dài, như thí dụ dài thì thí dụ vô lượng loại khác cũng vậy. Lại nữa, do năm chủng tương kiến lập các pháp sở trì sai biệt, những gì là năm, một do sự, hai do phẩm nghiệp sai biệt, ba do trí nương xứ sai biệt, bốn do trí sai biệt, năm nhiếp trí sai biệt khác, một do sự, nói tóm lược thì tất cả hữu vi vô vi gọi là sự sở trì, hai do phẩm nghiệp sai biệt, tức là sự đây lại có năm phẩm sở trì sai biệt và năm chủng tác nghiệp. Những gì là năm phẩm sở trì, một vì có giả lập nên gọi là sở trì, hai vì có thắng nghĩa nên gọi là sở trì, ba vì có sở tác rốt ráo nên gọi là sở trì, bốn vì có tâm hành tịnh bất tịnh của người nên gọi là sở trì, năm vì có tất cả chủng riêng biệt nên gọi là sở trì. Những gì là năm chủng tác nghiệp, thế tục trí năng biết sở trì giả lập, vì biết giả lập đây nên như thật rõ biết đạo lý pháp thiện bất thiện, có tội không tội của thế tục, nói rộng cho đến pháp duyên sanh, một phần cần phải xa lìa, một phần cần phải tu tập. Lại năng rõ biết lời nói thế tục du hành trong nhân gian, tùy theo nhân, tùy theo duyên mà khởi các hành. Pháp trí, loại trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, năng biết sở trí thắng nghĩa. Vì biết đây nên năng chứng đắc, đoạn trừ pháp, kiến tù sở đoạn, tận trí vô sanh trí, năng biết sở trí sở tác rốt ráo. Vì biết đây nên tâm được quyết định, không còn nghi hoặc, bên trong tự đoạn trừ, đề tăng thượng mạng. Tha tâm trí, năng biết sở trí tâm hành tịnh, bất tịnh của người. Vì biết đây nên như thật biết chỗ có ý, lạc, giới và tùy miên của người. Mười trí lực, năng biết sở trí tất cả chủng riêng biệt. Vì biết đây nên năng đối với người phát khởi tất cả chủng dạy trao dạy dân chân chánh, năng đoạn tất cả nghi hoặc của hữu tình, năng khéo an đạt tất cả hữu tình, có năng lực lớn đi đến quả là các đường thiện và trong giải thoát, năng làm tất cả việc lợi ích và an vui hữu tình. Như vậy gọi là năm phẩm sở tri và năm chủng tác nghiệp. Ba, do trí nương xứ sai khác có hai chủng, một hành tự lợi, hai hành lợi tha, hoặc tùy thuận đoạn thế tục trí, hoặc chân chánh năng đoạn thắng nghĩa trí, hoặc ở nơi đoạn sở tác rốt ráo trí. Các trí như vậy nên biết nương xứ hành tự lợi, hoặc sở hữu tha tâm trí biết được ý lạc, giới và tùy miên của người, hoặc sở hữu mười trí lực ở trong sở trì, tất cả chủng riêng biệt, hai trí như vậy nương xứ hành lợi tha, như vậy gọi là trí nương xứ sai khác. Bốn, do trí sai biệt, thế tục trí hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chỉ là hàng vô lậu thế gian, đó là ở trong thân của tất cả bậc vô học đã đoạn mà đắc trí đây. Đây và cái khác có tên gọi chung là thế tục trí thì cũng chỉ là thế gian. Nên biết pháp trí, loại trí còn lại là xuất thế gian cũng chỉ có vô lậu. Tận trí vô sanh trí thì chỉ ở trong lậu tận mà được phát sanh. Nếu có người không phân biệt được tận trí và vô sanh trí phát lời như vậy: ta đã đắc các lậu vĩnh viễn tận, ta ở vị lai khổ không sanh trở lại, nhất định là vô lậu, nhất định là xuất thế gian. Người khỏi phân biệt như vậy chỉ là vô lậu thế xuất thế gian, nhiếp thuộc thế tục trí là chưa tưởng đắc trong sanh tương tục của A-la-hán, ta tâm trí chỉ là thế gian. Nếu tương tục trong các dị sanh và trong hàng hữu học là hữu lậu, nếu tương tục trong hàng vô học là vô lậu. Hỏi, nhân duyên nào các thế tục trí trong thân thanh tịnh gọi là vô lậu? Đáp, do trong thân kia các lậu tùy miên đã vĩnh viễn đoạn, lại các trí đây là cảnh hiện sở hành của tha tâm trí. Do tha tâm trí đây chẳng phải tánh nhiễm ô, chẳng phải cảnh hiện sở hành của nhiễm ô khác, lại tự tánh kia không cùng tương ứng với tất cả phiền não, cho nên trí đây do tùy miên, do sở duyên, do tương ứng nên đều thành vô lậu. Trong ấy chưa từng đắc 10 trí lực trong tương tục của Như Lai, chỉ là nhiếp thuộc vô lậu thế gian trí. Vì cớ sao? Do tất cả chủng trí đây đều là hí luận dẫn phát khiến hiện hành vậy. 5. Do nhiếp trí giải biệt khác, thần thông trí, giải thoát môn trí, vô ngại giải trí, vô chánh trí, nguyện trí, lực trí, vô ý trí, niệm trụ trí, tất cả chủng pháp và bất cộng trí, nhiều chỗ thích hợp nên biết đều nhiếp thuộc các trí đã thuyết ở trước. Đó là năm thần thông nhiếp thuộc thế tục trí, hoặc tương tục trong các dị sanh và tương tục trong hàng hữu học đều là hữu lậu, hoặc tương tục trong hàng vô học đều là vô lậu.
Thần thông thứ 6 nhiếp được hai trí là tận trí và vô sanh trí. Tận trí và vô sanh trí nên biết như trước. Không giải thoát, môn trí nhiếp thuộc tám trí là pháp trí, loạn trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí và tận trí vô sanh trí xuất thế gian. Vô nguyện giải thoát môn trí nhiếp thuộc sáu trí là pháp trí, loại trí, khổ trí, tập trí, tận trí và vô sanh trí. Vô tướng giải thoát môn trí nhiếp thuộc năm trí là pháp trí, loại trí, diệt trí, tận trí và vô sanh trí. Vô ngại giải trí, vô chánh trí, nguyện trí, mười lực thảy, tất cả pháp Phật bất cộng trí đều nhiếp thuộc thế tục trí, đều là vô lậu. Tất cả trí đây tương tục trong A-la-hán và Như Lai, tùy chỗ thích hợp đều nên biết tường tận, kiến lập các tướng giải thoát môn như trong phần bản địa đã thuyết, pháp Phật bất cộng và vô ngại giải như trong phần Bồ Tát địa đã thuyết. Lại nữa, sao gọi là thần cảnh, sao gọi là thần cảnh trí, sao gọi là tác chứng thần cảnh trí? Đó là từ một chủng biến hiện làm nhiều chủng, nói rộng cho đến tự tại chuyển thành thần phạm thế, đây gọi là thần cảnh. Do thần cảnh trí năng lãnh thọ thị hiện thần cảnh đây nên gọi là thần cảnh. Nếu tu thành tựu trí có đầy đủ đại uy đức là quả tu, gọi là thần cảnh trí, bởi trí đây năng lãnh thọ, năng thị hiện cảnh kia, nên gọi là thần cảnh trí. Tức chủng tử trí đây được nhiếp thọ bởi duyên sanh nên thế lực tăng trưởng, tương tục tùy chuyển gọi là tác chứng thần cảnh trí. Tất cả như vậy nhiếp chủng là một, gọi là tác chứng thần cảnh trí thông. Sao gọi là thiên nhĩ, sao gọi là thiên nhĩ trí, sao gọi là tác chứng thiên nhĩ trí? Nếu quả tu là do nhĩ nhiếp lấy sắc thành tịnh gọi là thiên nhĩ. Trí cùng đường nhĩ thức tương ứng gọi là thiên nhĩ trí. Tác chứng trí đây nên biết như trước. Tất cả như vậy nhiếp chủng là một, hết thảy như trước đã thuyết, như đạo lý thần cảnh. Thì câu hỏi đặt ra cho các thần thông còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Này ta sẽ giải thích. Đó là các tâm người do có tham sai khác mà chuyển, gọi là tâm sai biệt. Nếu tu thành tựu đầy đủ đại uy đức là quả tu, quả tu duyên kia làm cảnh trí gọi là tâm sai biệt trí. Tác chứng trí đây nên biết như trước, tất cả như vậy, nhiếp chung là một, hết thảy như trước đã thuyết. Nếu nhớ lại rõ ràng tự thể sanh sai biệt ở quá khứ gọi là túc trụ tùy niệm. Nếu tu thành tựu trí có đầy đủ đại uy đức là quả tu, quả tu nương tựa niệm cùng tương ứng nhớ nghĩ thì kia mới được chuyển cho nên gọi là túc trụ tùy niệm trí, còn lại như trước đã thuyết. Nếu các hữu tình có chủng chủng hình sắc tốt xấu sai biệt, tức là hữu tình mỗi mỗi sai biệt ở nơi kia chết đi thì là hữu tình mỗi mỗi sai biệt ở nơi đây sanh gọi là sanh tử. Nếu quả tu là nhãn nhiếp lấy sắc thành tịnh, lấy đây làm chỗ nương, trí tương ứng với thức duyên cảnh tử sanh gọi là sanh tử trí, còn lại như trước đã thuyết. Nếu tất cả kết vĩnh viễn đoạn không sót thừa gọi là lậu tận, tức ở trong đầy tận trí và vô sanh trí thế gian gọi là lậu tận trí, tất cả chỗ còn lại nên biết như trước. Lại nữa, người tu quán hành đầy đủ thần thông hoặc gặp lúc liền năng thị hiện, hoặc lại an trú, hoặc hành lợi tha, hoặc ở trong ấy năng khéo hỏi đáp, cho nên gọi là người đầy đủ thần thông. Lại nữa, ba thông trước là thông chẳng phải minh, ba thông sau cũng là thông, cũng là minh, vì dụng đầy năng đối trị ngu ba đời. Lại thần thông ban đầu năng hồi chuyển loài khác, khiến người đối với mình phát sanh tôn kính. Thần thông thứ hai biết sở hành ngữ nghiệp nhiễm tịnh của người, năng khéo của trách khiến kia hoàn hỷ. Thần thông thứ ba năng khéo biết tâm hành sai biệt của người, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, rồi năng khéo dạy trao dạy dằn. Ba thần thông sau năng khiến xa lìa biên thường biên đoạn, năng khiến không điên đạo xa lìa tăng thượng mạn, nương nơi lậu tận tuyên thuyết chủng đạo, tức ở trong đây năng khéo dạy trao. Lại nữa, vì quan sát ba chủng nghĩa thế lực nên bí xô a la hán lợi căn cầu phần giải thoát trụ vô chánh định. Một, có người khi xưa từng được nghe vô chánh đẳng trì có vô lượng thắng lợi sai khác, tâm sanh vui thích phát khởi thắng nguyện, do nhân duyên đây duyên kia làm cảnh, ý lạc mãnh lợi lớp lớp huân tu. Vị kia đã chứng đắc a la hán rồi, do kia làm nhân, do kia làm duyên, tức ở trong ấy tâm vui thú nhập, cho nên nay hành giả kia trụ vô chánh định. Hai, có người khi xưa là dị sanh, từng khiến các hữu tình khởi vô lượng đấu tranh đối với người khác, phát khởi trùng trùng việc não hại sân hận, này đã chứng đắc quả a la hán, đối với việc làm ngu phu xưa sanh sâu hối hận,
nên nay hành giả kia trụ vô chánh định. Ba, có người tự đã chứng quả A-la-hán, muốn khiến vô lượng chúng sanh tạo tác nghiệp hiện pháp thuận thọ quả khả ái, lại muốn khiến kia ở ngay trong hiện pháp thọ quả khả ái, cho nên phương tiện trụ vô chánh định. Do nhân duyên đầy huân tu biên tế đệ tứ tịnh lự, lấy đây làm chỗ nương phát sanh tưởng vô chánh tàng mà điện, phòng hộ tâm người, tự mình phát khởi tất cả oai nghi, chọn không khiến người phát khởi phiền não, đấu tranh, cho nên gọi là vô chánh. Như vậy, vị kia, vì muốn hộ tâm người, tùy nương ở nơi thôn xóm tụ lạc, thừa lớp quan sát toàn khắp tâm, các chúng sanh ở tụ lạc đây, quan sát khắp tất cả đường đi, tất cả gia đình quyến thuộc, mỗi mỗi tầm chúng sanh đại vị lai sai biệt. Sau khi quán rồi, hoặc biết rõ thôn xóm như vậy, tụ lạc như vậy, đường đi như vậy, gia đình quyến thuộc như vậy, chúng sanh như vậy, nếu để họ thấy tướng mình nhất định sẽ khởi các phiền não đấu tranh. Cho nên vị kia liền ẩn tránh khiến chúng sanh đều không thấy được, hoặc lại biết rõ chúng sanh kia do không thấy mình, tất sanh phiền não đấu tranh, liền dụng phương tiện khiến họ được thấy, hoặc biết rõ do tùy thuận đây khiến họ không khởi đấu tranh, nên tự quan sát việc tùy thuận đây là tịnh hay bất tịnh. Nếu thành tịnh thì tùy thuận hiện tướng cho thấy, nếu không thành tịnh, liền tiếp tục quán việc tùy thuận kia, tất khiến người tương tục khởi phiền não đấu tranh, thì chẳng hiện tướng cho thấy. Lại quan sát sâu, nếu nhân lời nói như vậy, uy nghi như vậy, nhiếp thọ như vậy, thọ dụng y phục thầy vật như vậy, thuyết pháp như vậy, khuyến dẫn như vậy, khiến người tương tục khởi phiền não đấu tranh, tức liền xa lìa lời nói cho đến khuyến dẫn, do kia phần nhiều an trụ đi đứng như vậy, hành hạnh như vậy, nên gọi là hành giả trụ vô chánh định. Sao gọi là nguyện trí bí sâu A-la-hán, lại căn cầu phần giải thoát huân tu biên tế đệ tử tịnh lự làm chỗ nương, hoặc ở nơi thành văn thừa thuận theo cảnh giới sở hành của trí thành văn, hoặc ở nơi độc giác thừa thuận theo cảnh giới sở hành của trí độc giác khởi nguyện như vậy. Nguyện ta sẽ biết cảnh giới sở trì như vậy như vậy, theo đầy thú nhập huân tu biên tế đệ tử tịnh lự, đã nhập định tùy sở nguyện trước mà rõ biết tất cả. Nếu chư Như Lai thì khắp ở tất cả cảnh giới sở tri trí không chướng ngại, lại chư Phật Như Lai ở vô chánh định đây mà không nhập trong số ấy. Vì cớ sao? Vì có chúng sanh tuy làm các việc lợi ích thủ thắng, nhưng do phiền não đồng thời hiện khởi, thành tựu đi đối với việc làm kia, Như Lai đối với việc lợi ích thủ thắng đây chẳng năng xả bỏ. Lại nữa, như lấy huân tu biên tế đệ tứ tịnh lự làm chỗ nương, dẫn phát vô chánh cùng với nguyện trí, nên biết sở hữu diệu trí tất cả pháp Phật bất cộng của chư Như Lai, các thần thông còn lại cũng lấy tất cả tịnh lự làm chỗ nương để năng dẫn phát. Lại nữa, chỉ nương các tịnh lự và phần cận vị trí định của sở tịnh lự năng nhập hiện quả thánh đế, chẳng phải vô xác định. Vì cớ sao? Trong vô xác định, đạo Samatha vượt hơn, đạo Tề Bát Xá Na yếu hơn. Nếu đạo Tề Bát Xá Na yếu hơn thì chẳng năng nhập hiện quả thánh đế, cũng chẳng phải sanh địa trên, hoặc sắc giới hoặc vô sắc giới mà năng nhập hiện quả thánh đế thứ nhất. Vì cớ sao? Vì ở những cõi kia khó sanh nhàm chán trái lìa, nếu có ít phần nhàm chán hay còn không thể nhập hiện quả thánh đế, huống là ở những cõi kia chút phần tâm nhàm chán cũng không phát khởi. Lại nữa, nay thuyết về thế tục trí và xuất thế vô lậu trí ở sơ tế, trung tế và hậu tế sanh khởi sai biệt, đó là thế tục trí phát khởi trước hết của vị dị sanh. Như trước thuyết thì năm kiến nhiễm ô cùng với tà trí tưởng tục tham chính là các thế tục trí nhiễm ô cần phải biết, cần phải đoạn. Vì muốn sanh khởi đối trị kia nên lại khởi tín thế gian, nhiếp thọ kiến không điên đảo, đầy nhiếp thuộc thiện hữu lậu thế tục trí, lấy chánh kiến đây làm chỗ nương, kế đến phát khởi văn tư thành tựu diệu tuệ ở nơi các niệm trụ siêng tu quán hành, đây cũng nhiếp thuộc thiện hữu lậu thế tục trí, lấy đây làm chỗ nương, kế đến ở trong đạo phương tiện thuận phần quyết trạch, do tu thành tựu diệu tuệ ở nơi các niệm trụ siêng tu quán hành, đây cũng nhiếp thuộc thiện hữu lậu thế tục trí, lấy đây làm chỗ nương, kế đến phát khởi kiến đạo phương tiện thuận phần quyết trạch đồng hành tu thành diệu tuệ ở các niệm trụ siêng tu quán hành, đây cũng nhiếp thuộc thiện hữu lậu thế tục trí, lấy đây làm chỗ nương, kế đến phát khởi chánh kiến nhiếp thuộc pháp thế đệ nhất kiến đạo, đạo không gián đoạn, đây cũng nhiếp thiện hữu lậu thế tục trí. Như vậy gọi là thứ lớp sanh khởi các thế tục trí trước hết của dị sanh địa, lại dụng thế tục trí nhiếp thuộc pháp thế đệ nhất kia làm chỗ nương, năng nhập kiến đạo, lúc kiến đạo thăng tiến tức do huân tu kia nên sở hữu chủng từ thiện thế tục trí,
do trước đã tu tập đều được thanh tịnh cũng gọi là tu. Đây gọi là biên đế hiện quán các thế tục trí, đã vượt qua kiến đạo lại phát khởi trí đây, nên chứng đắc giải thoát các pháp kiến sở đạo mà xưa chưa từng giải thoát. Do sanh khởi đây, các bậc thánh ở trong sự đoạn trừ các phiền não kiến sở đạo năng tránh rõ biết, ta đã vĩnh viễn tận dứt địa ngục cho đến không đọa trở lại các nẻo ác, lại nằm rõ biết ta này đã chứng đắc quả dự lưu, lại năng rõ biết ta này đã đoạn phiền não như vậy, lại tùy theo ý muốn mà năng vì người ký biệt, tức vì người mà kiến lập cũng quan sát thẳm sâu mà vì họ ký biệt, lại dùng tuệ không điên đảo chân tránh kế tập hiện quán các thánh đế. Lại ở vị đây, đối với các cõi giới hết cao hơn mà chưa lì dục, tùy theo chỗ thích hợp dụng đạo thế gian, thứ lớp, tu tập, năng lì dục, cho đến năng ở nơi vô sở hữu xứ tác chứng lì dục. Các bậc thánh đầy đúc dụng số thế gian trí, hậu sở đắc thế tục trí lìa các dục, nên biết cả hai trí kia chẳng phải thánh đạo, bởi sở đắc lì dục chỉ năng tổn phục chủng tử phiền não, cho nên thế tục trí đây không được gọi là vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử kia. Chỉ có hậu sở đắc xuất thế gian trí mới năng vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử kia. Cho nên nói trí đây cũng là thế gian, cũng là xuất thế gian, không nên một hướng gọi là thế gian. Lại tu trí đây lược có 4 đạo: 1 đạo phương tiện, 2 đạo không gián đoạn, 3 đạo giải thoát, 4 đạo thắng tiến. Và tất cả địa, 9 phẩm phiền não, tu đạo sở đạn bậc hạ trùng thượng, tùy mỗi mỗi phẩm lại sai biệt mà năng tùy thuận đoạn trừ là đạo thứ nhất, năng đoạn trừ không gián đoạn là đạo thứ hai, đã đoạn trừ không gián đoạn rồi là đạo thứ ba, cuối cùng ở trong đoạn trừ là đạo thứ tư. Đạo thắng tiến đây lại có 2 chủng: hoặc không gián đoạn đạo phương tiện của phẩm tu đoạn trừ còn lại, đây so với phẩm trước gọi là đạo thắng tiến, so với sở đoạn sau gọi là đạo phương tiện, hoặc không gián đoạn chẳng tu phương tiện, chỉ ở nơi phẩm trước sanh tưởng biết đủ, chẳng cầu thắng tiến hoặc trụ phóng dật, hoặc ở nơi đã đoạn dùng trí quan sát mà quan sát hơn nữa, hoặc chỉ dùng tác ý tìm kiếm quan sát mà tìm kiếm quan sát hơn nữa, nên biết đạo đây chỉ gọi là đạo thắng tiến. Trừ vị trí định, trong tất cả phần cận địa còn lại chỉ có thế tục trí, không có xuất thế trí. Vì cớ sao? Do vị trí địa là tâm định đầu tiên, vừa qua sơ tịnh lự định lên trên, sở hữu tâm định đều do trước đã có định, cho nên thánh đệ tử từ đây trở lên chỉ nương căn bản định mà tu xuất thế trí, không nương phần cận. Trong hữu thứ nhất, sở hữu các trí đều nhất thuộc tục trí. Vì cớ sao? Vì tác ý xứ kia và tác ý thánh trí xuất thế gian không đồng phận. Tác ý xứ kia chỉ là tác hành phi tưởng phi phi tưởng. Tác ý xuất thế là do sự nhiếp thọ của các định hữu tưởng. Từ học địa ban đầu cho đến ở các thế tục trí đây, nên biết đều gọi là trung tế thế tục trí. Ở thân A-la-hán sở hữu tất cả vô lậu thành tịnh giải thoát, tất cả kết phược phiền não, tận trí vô sanh trí và tất cả công đức thần thông khác đều nhập lấy các thế tục trí, đều nhiếp thuộc hậu tế thế tục trí. Lại nữa, sơ trùng hậu tế thế tục trí của chư Bồ Tát, tức là tất cả thế tục trí từ thắng giải hành địa cho đến cứu cánh địa. Sơ tế là thắng giải hành địa, trung tế từ ý lạc thanh tịnh tăng thượng địa cho đến quyết định hành địa, hậu tế là đến cứu cánh địa. Lại chư Bồ Tát ở trong các địa khởi hai chủng hành, hành có tưởng hí luận sai biệt và hành để tưởng hí luận hiện hành. Vì đây giống như khéo tu xuất thế gian, nên về sau đắc hậu sở đắc thế tục trí, nhiếp lấy vô chướng ngại trí. Lại các thế tục trí, nguyện trí của chư Bồ Tát và Như Lai giống nhau không sai khác, tất cả đều thắng vượt hơn với hy sở đắc tất cả nguyện trí của các thành phần độc giác, các thần thông và không trí nên biết cũng vậy. Do sở hữu công đức của chư Bồ Tát đều nương 10 chủng tánh lực mà truyền thành văn độc giác thì chẳng như vậy. Như vậy đã thuyết sơ chủng hậu tế của các thế tục trí. Kế đến ta sẽ thuyết sơ chủng hậu tế của các xuất thế trí. Đó là kiến đạo tu đạo và đạo vô học. Nếu kiến đạo phẩm pháp trí thì đối trị hoặc kiến giờ đoạn dục giới. Nếu kiến đạo phẩm lại trí thì đối trị hoặc kiến giờ đoạn sắc vô sắc giới. Hỏi, khi tất cả loại trí hiện tại tiền đều năng liễu biệt sắc giới vô sắc giới phải không? Đáp, nếu người đó đã từng ở nơi sắc vô sắc giới khéo nghe khéo nghĩ, khéo nắm lấy tướng các pháp, tức năng liễu biệt, nếu chẳng vậy thì không thể liễu biệt.
Các trí còn lại hoặc ở phẩm tỳ bát xá na hoặc ở phẩm samatha nhiếp thuộc hai phẩm pháp trí và loại trí, lại ở kiến đạo khi trí thứ nhất sanh. Nhân của các trí khác do duyên năng sanh nhiếp thọ nên tất cả kiến đạo đều được tăng trưởng, tức sát na đây đều gọi là đắc. Lúc đã đắc rồi, về sau dần dần thứ lớp hiện tiền nên biết kiến đạo là đạo thắng tiến. Lại ở trong tù đạo, nếu có người tụ tập đạo xuất thế gian mà đi dục nên biết như đạo phương tiện ở trước đều là xuất thế. Lại ở trong các thánh đế như khổ hành có tưởng hí luận hiện hành là thế tục trí, để tưởng hí luận hiện hành là xuất thế trí. Vì ở nơi các đế dụng tưởng hữu tướng theo năm lấy hữu tướng, vì như sở kiến sở trí trước tụ tập chủng chủng trí vì diệu, vì dụng các thiện thế gian nhàm chán hành khiến tâm nhàm chán, vì lãnh thọ trùng trùng diệu pháp lạc nên biết các bậc thánh cũng tù đạo đi dục thế gian mà lìa các dục. Trong vô học địa được nhiều xuất thế gian trí đã thuyết, vì giải thoát khỏi hoặc tù đạo sở đọa nên đắc cực thiện thành tịnh. Lại xuất thế trí là chỗ nương tựa, chỗ giữ gìn của tất cả công đức thế gian, đang khiến sở hữu công đức của tất cả địa trên và địa dưới đều tự tại chuyển. Như vậy gọi là thứ lớp sơ trụng hậu tế sanh khởi của xuất thế gian trí. Lại nữa, các thần cảnh trí hoặc do gia hạnh mà được, hoặc do sanh mà được. Gia hạnh mà được là sở hữu quả tu sanh trong khoảnh dị sanh hữu học đến các Bồ Tát vô học. Sanh mà được, sanh ở sắc giới vì trước đã từng tu tập làm nhân duyên, nên về sau ở cõi đây vừa sanh tức liền có được. Lại có chư thiên dục giới và một phần người có được do quả phước như vua Mạn Đà La, lại thú bằng sanh như phi cầm. Vì sự nhiếp thọ chúng đồng phận như vậy mà có được, lại có một phần quỷ thú có được thần thông cũng lại như vậy, lại có uy đức chú thuật dược thảo cũng như thần thông, như làm các huyễn hoặc cầu đảo cho thầy chết đứng dậy. Do đạo lý sai biệt đầy, sở hữu sai biệt của bốn thần thông còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Lại nữa, sao gọi là pháp sở thức? Tất cả pháp đều là sở thức, các thức năng nhận thức do năm chủng tướng tướng thức sai biệt tùy chỗ thích hợp mà kiến lập sở thức. Những gì là năm? Một, do y duyên sai biệt; hai, do vui buồn sai biệt; ba, do thắng liệt sai biệt; bốn, do tâm sở sai biệt; năm, do sở trị chướng sanh sai biệt. Do y duyên sai biệt, do sở duyên sai biệt mà kiến lập sáu thức là nhãn sai biệt. Nhãn thức liễu biệt cảnh giới các sắc, các thức còn lại mỗi mỗi liễu biệt cảnh giới của chính nó. Ý thức liễu biệt tất cả nhãn sắc cho đến ý pháp lấy làm cảnh giới. Do vui buồn sai biệt, thức tương ứng thọ khổ gọi là buồn, đầy năng liễu biệt thuận theo ý khổ, do tiếp xúc pháp không vừa ý. Thức tương ứng thọ lạc gọi là vui, đầy năng liễu biệt thuận theo hỷ lạc, do tiếp xúc pháp vừa ý. Thức tương ứng thọ không khổ không lạc gọi là chẳng phải vui chẳng phải buồn, đầy năng liễu biệt thuận theo thọ xả, chẳng phải tiếp xúc hai pháp kia. Do thắng liệt sai biệt, thức tương ứng cùng pháp bất thiện và pháp có che đậy không ghi nhớ gọi là diệt, đầy năng liễu biệt các pháp sở hành của các thức nhiễm ô. Thức tương ứng pháp thiện gọi là thắng, đầy năng liễu biệt các pháp sở hành của tất cả các thức thiện. Thức tương ứng pháp vô ký gọi là chẳng phải thắng chẳng phải liệt, đầy năng liễu biệt pháp sở hành của chính nó. Do tâm sở sai biệt, có tâm sở khắp các tâm khởi, lại có tâm sở khắp tâm thiện khởi. Tướng tâm sở còn lại nên biết như trong phần pháp hữu lậu đã thuyết, khắp các tâm khởi lại có năm chủng tác ý xúc thọ tưởng tư như trong phần ý địa đã thuyết, khắp tâm thiện khởi lại có 10 chủng tàm quý không tham không sân không si tín tinh tấn không phóng dật bất hại xả. 10 pháp như vậy hoặc ở định địa hoặc ở bất định địa đều có tâm thiện, tâm thiện trong định địa lại thêm khinh an không phóng dật chỉ là giả pháp. Thức tương ứng đây đều năng rõ biết tất cả cảnh pháp. Do sở trị chướng sanh sai biệt, sở trị chướng có 15 tâm. Những gì là 15? Đó là hệ buộc dục giới tổng có 5 tâm là kiến khổ, kiến tập, kiến diệt, kiến đạo và tu sở đoạn. Như hệ buộc dục giới có 5 tâm thì hệ buộc sắc, hệ buộc vô sắc giới nên biết cũng vậy. Tâm năng đối trị là thứ 16, đó là tầm của các bậc vô lậu học, vô học. Như vậy, thức sở trị và năng trị để chỗ thích hợp với mỗi năng liễu biệt pháp sở hành của chính nó. Lại nữa, sanh sai biệt lược có năm chủng.
1. Sanh dục giới hành. 2. Sanh sắc giới hành. 3. Sanh vô sắc giới hành. 4. Sanh lên địa trên. 5. Sanh trở lại địa dưới. Sanh dục giới hành. Từ tâm hoặc thiện hoặc nhiễm ô, hoặc không che đậy, không ghi nhớ hệ buộc dục giới, không gián đoạn, khắp hệ buộc dục giới tất cả tâm sanh. Đây gọi là thức sanh dục giới sai biệt. Như hệ buộc dục giới thì hệ buộc sắc, hệ buộc vô sắc giới, ba tâm tự địa không gián đoạn đều sanh ba tâm tự địa. Hoặc trước, chưa khởi tịnh lự vô sắc, lúc muốn sanh cần yếu là từ tâm thiện dục giới không gián đoạn, tâm thiện sơ tịnh lự địa được sanh, tâm thiện sơ tịnh lự địa không gián đoạn, thì tâm thiện đệ nhị tịnh lự được sanh. Như vậy cho đến tâm thiện vô sở hữu xứ không gián đoạn, thì tâm thiện đệ nhất hữu địa được sanh. Tất từ sắc giới tâm thiện không gián đoạn, tâm sơ học sanh, tâm học không gián đoạn, ác tâm vô học sanh. Hoặc trước đã khởi tịnh lự vô sắc, tức người ở nơi địa kia không bị thối thất, người kia từ tâm thiện dục giới không gián đoạn, tùy theo sở thích đối với các tâm địa trên và tâm học, vô học, muốn hiện tiền khởi, do trước đã khéo thủ tướng hành của kia, nên đối với các tâm tiền năng khởi như ý. Như vậy các tâm của thượng địa còn lại từ chỗ thích học, mà có các tâm khởi không gián đoạn nên biết cũng vậy. Lại từ tâm vô ký dục giới không gián đoạn, thì tâm thiện ở sắc giới xanh, như quả của sắc giới, tâm biến hóa dục giới, tức là từ tâm thiện sắc giới không gián đoạn. Thì ở dục giới đây, tâm vô ký xanh, lại nói tâm dục giới đây, nên biết vì thuộc loại ảnh tượng của kia, vì chẳng phải tự tánh. Lại khi ở dục giới chết, xanh ở địa trên, tâm thiện, tâm vô ký dục giới không gián đoạn, ở địa trên tâm nhiễm ô xanh, đó là xanh sơ tịnh lự cho đến hữu đảnh, vì ở tất cả xứ kết, xanh tương tục, đều do tâm nhiễm ô mới được thành tựu. Như vậy nên biết vãng sanh địa trên là do các thức quyết định ở nơi sở hành của chính nó mà có sanh khỏi sai biệt. Lại các dị sanh thối, trước sở đắc tịnh lự vô xác định thế gian, do tâm nhiễm ô hiện tiền nên thối. Đây là tâm nhiễm ô địa dưới, từ địa trên tâm thiện, tâm nhiễm ô không gián đoạn sanh. Lại lúc từ địa trên mất sanh địa dưới, từ địa trên tất cả tâm thiện, tâm nhiễm ô, tâm vô ký không gián đoạn, chỉ có địa dưới tâm nhiễm ô sanh. Như vậy nên biết sanh trở lại địa dưới là do các thức quyết định ở nơi tự sở hành của chính nó mà có sự sanh khỏi sai biệt. Như vậy vì sở trị trướng sanh sai biệt nên các thức quyết định ở nơi sở hành của chính nó mà phân biệt rõ ràng các pháp sở thức sai biệt.